Bây giờ Ly cho mấy bạn xem tiếp những cái mẫu bóp của Kylie nè. Đây là mẫu ví tiền của Michael Kors nha mọi người. Và bên Kylie còn 4 màu. Màu này là màu hồng da. Đó. Bên trong của nó thì có mấy ngăn lận. Đây mọi người, cho mọi người xem ở bên trong của nó đựng được rất là nhiều tiền. Và đựng được luôn cả một cái điện thoại nha mọi người. Nó có tới 4 ngăn. Đó. Có rất là nhiều ngăn. 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn và một cái ngăn kéo ở giữa nữa. Có thể để được rất là nhiều tiền. Và cái bóp này khi mà các bạn cầm đi dự tiệc rất là sang trọng, bởi vì nó là bóp hiệu, hiệu Michael Kors nha. Cái bóp này giá của nó là 2.700.000 đồng. Hiện tại Ly có 4 màu: màu hồng da, màu đen, màu trắng kem và màu đỏ nha mọi người. Các mọi người mua ví tiền, ví đựng tiền, ví cầm tay để đi tiệc hiệu Michael Kors này thì gọi cho Kylie số điện thoại 0913177348 hoặc là inbox cho Kylie để bên Ly sẽ cho các bạn coi mẫu mã kỹ hơn và tư vấn. Giá của nó là 2.700.000 nha mọi người. Cái bóp này Kylie nói luôn cái giá niêm yết của nó nè, cho mọi người xem luôn nè. Giá niêm yết là tới 178 đô. Đó, giá niêm yết của nó là 178 đô, nhưng mà Kylie bán với cái giá sale là chỉ 2.700.000 đồng một cái bóp như thế này thôi. Cái bóp này rất là xinh và để được rất là nhiều tiền, giấy tờ và cả điện thoại nha mọi người. Có 4 màu: màu đen, màu trắng kem, màu đỏ và màu hồng da. Có 4 màu, hiện tại Kylie còn 4 màu nha mọi người. Một cái là 2.700.000 đồng. Các bạn liên hệ Kylie shop số điện thoại 0913177348. Hiện tại thì bên Kylie đang có nhân viên trực tiếp một cái đường dây nóng để tư vấn inbox, cho nên các bạn hãy inbox cho Kylie nha. Chị Thoa Kim ơi, chị đã xài kem dưỡng của bên em rồi đúng không? Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị đã xài tốt và gửi feedback cho em nha chị Thoa Kim. Chị Thoa Kim cũng đang hiện cũng đang sử dụng một bộ đôi, đó là một bộ đôi kem dưỡng ban đêm của Laura Sunshine bên nhà phân phối Kylie, và một cái nữa là cái kem dưỡng ban ngày là Soquil, là kem dưỡng ban ngày của nhà phân phối Kylie, nhà phân phối Laura Sunshine. Bên Kylie á bán tất cả các dòng mỹ phẩm của Laura Sunshine. Phú Trần ơi, tư vấn kem body đêm. Phú Trần ơi, đây là kem body đêm nè cưng. Đây, So Sweet. Kem body đêm giá 850.000. Thanh Mỹ Nguyễn, chị có túi chị có túi có dây hay không? Có luôn nghe em. Đây. Cái túi này là có dây. Đó, cũng là mẫu của Michael Kors luôn. Có dây. Để cho mọi người xem. Cho mọi người xem cái túi này thì chúng ta có thể sử dụng dây cũng được, mà chúng ta cũng có thể sử dụng là không dây để chúng ta cầm. Rất là xinh. Cái túi này thì hiện tại Kylie còn 2 màu, màu trắng kem và màu đen. Hôm trước thì Kylie cũng bán gần hết rồi, chỉ còn có 2 cái thôi. Cái bóp này thì Kylie chỉ còn duy nhất 2 cái là cái màu trắng kem này và một cái là màu đen. Đó. Giá của cái túi này thì 3.500.000 nha Thanh Mỹ Nguyễn. Giá của cái túi này là 3.500.000. Giá niêm yết của cái túi này là tới 200 mấy chục đô lận á mọi người. Kylie bán giá sale là 3.500.000 đồng cái túi Michael Kors nha mọi người. Mọi người mua thì inbox cho Kylie. Nhớ inbox cho Ly để bên Ly tư vấn và cho các bạn xem hàng kỹ hơn. Để Ly mở cho các bạn xem. Ly mở cho các bạn xem ở bên trong của nó. Đó. Bên trong của cái túi này nó là như vậy nha mọi người. Đó. Hàng của Michael Kors luôn luôn có những cái phiếu của nó. Hàng chính hãng của Michael Kors luôn luôn có những cái phiếu của nó như thế này. Các bạn mua hàng nhớ inbox cho Kylie chứ đừng để lại comment nha. Các bạn mua hàng inbox cho Kylie hoặc là gọi cho Kylie số điện thoại 0913177348. Hiện tại thì Kylie không trực tiếp nói chuyện điện thoại với mọi người được. Tuy nhiên thì bên Kylie có nhân viên để trả lời
inbox của các bạn. Các bạn mua hàng là bên Kali đang có người trả lời inbox, và bên Kali cũng đang có người để tiếp nhận điện thoại của các bạn. Khi mà các bạn mua hàng thì các bạn inbox trực tiếp cho Kali nha. Đừng có để lời comment để tránh những tình trạng những nơi khác giả mạo bên Kali vào để tư vấn cho các bạn nha.